xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của vòng 7 HPL S11, giải bóng đá vô địch quốc gia 7 người bên Sài Gòn Cup 2024 khu vực miền Bắc. Đây sẽ là trận đấu giữa BIDV Quang Trung và HG La Giang. Hai đội bóng đều đang ở những vị trí sát nhau là thứ 9 và thứ 10. HG La Giang đang có được 6 điểm sau 6 vòng, còn BIDV Quang Trung xếp thứ 10, xếp ngay sau HG La Giang với 4 điểm. Một vòng đấu mà HG La Giang thiếu vắng Mạnh Đen và Tú Lukaku, hai cầu thủ mang tới rất nhiều năng lượng ở cánh và khu vực giữa sân. Trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì cao thủ BIDV Quang Trung bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải chúng ta với trang phục trắng, còn HG La Giang chơi ở bên phía tay trái với trang phục áo đỏ trắng, quần trắng tuyết đỏ. HG La Giang là đội đang nhập cuộc tốt hơn, trông biên hay, rất nguy hiểm. Lần này là pha dứt điểm ở trong góc hẹp của Quốc Thành. Thành Nhật De Gea đang yêu cầu các đồng đội của mình tập trung. Lần này thì những đầu ngón tay của Nhật De Gea đã cứu thua. Ra từ bật rất cao nhưng cơ hội vẫn còn, cú đá rất căng. Có vẻ tiếp tục là Quốc Thành, đúng là như vậy. Chúng ta không thấy chạy bóng đâu cả. Cú sút cực mạnh của Quốc Thành đã đi chạch khung thành trong gang tấc mà thôi. Cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hòa Bình. Câu trả lời của BIDV Quang Trung. Ngọc Lít rất nguy hiểm. Vào! HG La Giang có nhiều cơ hội hơn, nhập cuộc tốt hơn, nhưng BIDV Quang Trung mới là đội vượt lên. Cú chạm bóng rất nhạy cảm. Người đã ghi bàn mở điểm cho BIDV Quang Trung là số 11 Bùi Xuân Trường. Cầu thủ bên phía BIDV Quang Trung, từ đường căng vào của Ngọc Lít, Xuân Trường đã có pha dứt điểm theo kiểu ta lông. Quá nhạy, quá khéo. Một bàn thắng đáng nhớ của Xuân Trường. HG La Giang đã có tới 3 cơ hội tốt nhưng không thể ghi bàn. Và BIDV Quang Trung đã tận dụng tốt hơn thời cơ của mình. Một tình huống tranh chấp 5 năm. Quang Tình, rào 4 được thiết lập. Đường chuyền xuống đáy phải, vào rồi. Chúng ta vừa chờ đợi sự kết hợp giữa Vũ Quốc Hưng và Quang Tình thì đây. Đường chuyền vừa vặn từ Quang Tình, và với một cầu thủ ở đẳng cấp từng giành quả bóng vàng Futsal thì đây là pha kết thúc khó chật của Vũ Quốc Hưng. Đường chuyền của Quang Tình, ta vẫn thấy được sự đĩnh đạc và tác phong rất ung dung của Quang Tình. Được chuyền dài hay, cơ hội vẫn là đợt tấn công của BIDV ở trong có chung con. Cú sút góc hẹp, hai pha dứt điểm liên tiếp đều là Xuân Trường nhưng anh đều không thắng được Huy Lách. Lần này là cú đá chân trái của Ngọc Lít. Tiếp tục là Quang Tình trước một tình huống cố định. Được chuyền khá vừa vặn cho Gia Tư, không vào. Những đường bóng từ Quang Tình luôn mang tới sự thuận lợi và thoải mái cho các đồng đội. Đường chuyền tưởng như đơn giản nhưng không hề dễ một chút nào cả. Các trận đấu liên tục có bàn thắng. Giật gót hay từ Dũng Vàng, Ngọc Lít, đường chuyền thuận lợi. Trung con. Đường chuyền quá hợp lý của Trung con. 2-1 cho BIDV Quang Trung. Người ghi bàn là Minh Báo Đen. Chắc chắn đây chưa phải bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Trung con quá hay, đường truyền hơi vặn sườn của Ngọc Lít nhưng số 9 vẫn xử lý một cách hoàn hảo. Pha kiến tạo quá đẹp và cũng phải nói là tình huống đệm lòng của Ngọc Minh là không thể chê vào đâu được. Vẫn là Quang Tình, lần này là cú đá thẳng. Nhật De Gea đã chơi rất tập trung. Trung con rất cố gắng vẫn truyền vào được, mở ra cơ hội cho đồng đội. Đây là Ngọc Lít. Khả năng xử lý của Trung con ở những tình huống khó là thực sự đáng nể. Quá hay. Gia Từ băng lên quạt bóng, chuyền vào bằng chân trái. Người băng cắt là Ngọc Tú nhưng không thể dứt điểm. Ta vẫn thấy những pha xử lý rất đẳng cấp và đậm tính biểu diễn của Quang Tình.
của Đông Vua thực sự ở khu vực giữa sân. Chúng con nhả lại hợp lý cho Ngọc Lít. Được chuyền ra cột 2, lại một cơ hội. Vẫn là Chúng con và Ngọc Lít. Hai cầu thủ này kết nối cực tốt. Và lần này thì người đã có cơ hội ở bên phía bạn phải là Trung Thủy Lợi. Rất khéo. Quốc Thành phá qua người ở biên đưa vào. Tình huống lộn xộn. Và đã có bàn gỡ hòa cho cầu thủ HK La Giang. Đó là Quân Messi. Chỉ ít giây sau khi bỏ lỡ cơ hội từ Vũ Quốc Hưng. Khởi đầu chắc chắn phải nhắc tới công của Quốc Thành với pha khoan phá ở cánh phải. Tình huống đưa vào rất mạnh và thủ thành Nhật De Gea đã không thể đẩy trái bóng đi xa hơn. Cú thả bóng xuống đáy của Quang Tình, ra từ đánh đầu chiến thuật. Có tới hai cầu thủ HK La Giang ở phía cô xa nhưng đều không có được một tư thế dứt điểm tốt. Thủy Lợi không cho Vũ Quốc Hưng có cơ hội trung lộ phản công 3-3. Ngọc Lít đang quan sát. Ngọc Lít sút ngay. Đá bị chặn lại bởi Tâm Kaka. Tập trung lên. Không lựa chọn phối hợp. Có cơ hội cho BIDV Quang Trung. Thời cơ là đây, đòn chốt hạ trăng và có vẻ lại là Xuân Trường. Bàn thắng vô cùng quý giá của số 11. Một cú đúp. Tình huống đỡ bóng của Tâm Kaka vô tình lại trở thành đường kiến tạo quá hoàn hảo cho Xuân Trường. Khống chế bóng, vặn người dứt điểm. Bóng đi chìm vào góc gần. Bóng đến chân của thủ thành Huy Lách. Thả xuống đáy. Treo vào, rất nguy hiểm. Không có ai chạm bóng cả. Thời gian vẫn còn cho HK La Giang sao? Tình huống tranh thủ đá biên nhanh. Cú sút của Quốc Thành bị chặn lại. Quốc Thành đá cả trận và cũng đã rất mệt rồi. Thẻ vàng cho Trung Thủy Lợi. Rất căng thẳng và hồi hộp. Bóng được đưa vào và đã được phá ra. Hết giờ. Chiến thắng cho BIDV Quang Trung. Một thắng lợi đầy cảm xúc. Người hùng của đội bóng nhà băng ngày hôm nay không thể nào là ai khác ngoài số 11 Bùi Xuân Trường.